Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng ngày 21 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ viên chức người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao nỗ lực của cán bộ viên chức người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đài đã có bước phát triển mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, có chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, về các sự kiện chính trị xã hội, kinh tế an ninh quốc phòng của tỉnh. Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Có nhiều chương trình tác phẩm có chất lượng, mang tính thời sự và định hướng dư luận. Có nhiều tác phẩm đạt được giải thưởng cao của tỉnh và quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được để xây dựng và phát triển đài bền vững. Mỗi nhà báo không ngừng rèn luyện để tâm sáng, bút sắc, góp phần tuyên truyền xây dựng kinh tế xã hội địa phương. Cũng trong buổi sáng ngày 21 tháng 6, công ty cổ phần Tân Cảng Tây Ninh, hội doanh nhân trẻ Tây Ninh đến thăm và tặng hoa chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.